mai đó thì Nosim Radford và Brion họ sẽ bàn pick như thế nào. Trông thì có vẻ như là gọi là ván đấu vô thưởng vô phạt thôi, một ván đấu mang cái tính chất gọi là danh dự thôi, nhưng mà bên phía của cả Nosim Radford và cả Brion thì đều đang bàn pick rất là hard, rất là chai hạt đến từ cả Nosim và đối thủ của họ trong ngày chiều hôm nay, với hai sự lựa chọn cấm xạ thủ nhắm vào Samver bên phía bên kia là Ash và Midfortune. Cá sấu của ngài Morgan vẫn giành được những cái sự tôn trọng nhất định đến từ bên phía của Nosim. Còn ở bên phía đối diện thì Morgan và đồng đội thì vẫn sẽ quyết tâm bàn vào meta thôi. Rumble và Maokai, những trận tướng rất là mạnh, và cả Yone đứng giữa của Fisher nữa. Rồi, ở trong những tuần thi đấu trước thì Samver vận hành con Midfortune này tương đối là tốt. Đây là lý do tại sao mà bên phía của Nosim Redford nhắm nhiều vào xạ thủ Wolfie Brion. Và sự lựa chọn đầu tiên cực kỳ tự tin dành cho Sylvie với Lila đã được khóa vào dành cho anh ta, một trong những con tướng đi rừng có khả năng dọn rừng rất mạnh. Và nó cũng sẽ khiến cho Sanjay phải suy nghĩ là bây giờ anh ta liệu rằng nếu như pick Shizune có thể đương cự ngược trở lại hay không, hay là nên pick những cái con tướng mà cũng dọn rừng mạnh khác như là Lilali hoặc là Viego chẳng hạn. Ui, nhanh thế nhở, vẻ như là ván đấu danh dự và hai đội đang rất là thoải mái, thích gì pick đấy. Đây, đúng là cái tính chất của Brion luôn. Morgan chọn tướng cho Morgan, rồi Viego đi rừng dành cho Yangtze luôn. Còn bên phía bên kia thì Lilia thì dừng cho Selvi, và có vẻ như sẽ là Ezreal được vận hành đánh từ Ziu ở khu vực đường dưới. Ezreal cộng Leonardo luôn không? Có thể là một đôi đến từ Ziu và Vital nếu như họ khóa lại lượt này. Ezreal, Leonardo hoàn toàn có thể được vận hành ở khu vực dưới được. Sante rồi, như vậy sẽ là một trong những cái con tướng mà có thể cố gắng được cái thể bám farm ở khu vực đường trên. Với Sante thì chắc là cần phải có thêm sát thương ở khu vực đường giữa nữa, sát thương theo thời gian á, và đi tắt đón đầu dành cho bên phía của Fed. Lấp lăng cũng được, bản thi đấu này lấp lăng để có thể chờ sẵn những mẫu chất tướng xạ thủ như Koki hoặc Chitana sẽ là một cái phương án tốt dành cho Fed. Rồi, Fed tướng tủ với lấp lăng, vẻ như đúng là tính chất của một ván đấu có danh dự thì SK cùng với học trò đang đúng là kiểu là Ai thích chơi gì chơi. Morgan lựa chọn Na cho Morgan, Yangtze với Viego và Fate tiếp tục là lập lăng. Gọi là chốt lại với Samver Bolu, gặp đôi xạ thủ hỗ trợ tự pick luôn. Leona là lượt 3 này từ bên phía của Brion, để họ tước đi một cái bộ đồ rất là mạnh bên phía bên kia đó là Ezreal và Leona trong tay của Ziu Vaito. Còn ở hướng ngược lại, chúng ta đang thấy được rằng là Nosim họ có vẻ như họ sẽ nhắm tới cánh dưới mà thôi, cũng sẽ cấm đi những cái chất tướng xạ thủ. Họ đã ban đi hai con tướng xạ thủ rồi, ban con tướng xạ thủ thứ 3 luôn với một con Ziu của Samver. Rồi để coi kèo theo đó khu vực giữa thì Fisher sẽ lấy cho mình đó vị tướng nào để có thể ưu tiên đối đầu cùng với lại Lập Lăng. Hiện tại thì sức mạnh phép thuật đã có trong rừng rồi, nếu mà chơi xạ thủ thì anh ta hoàn toàn thể bị gây sức ép ở thời điểm cấp độ 6 dành cho Lập Lăng của Fed. Hay là anh ta sẽ muốn chơi những con tướng mang thiên hướng đấu sĩ, chúng ta hãy cùng chờ đợi cho những cái sự lựa chọn tiếp theo. Leona, Rakan là hai lượt cấm phê 2 của Amphibion. Còn ngược trở lại thì bên phía của Nosim thì tiếp tục hạn chế Samver với Jin. Thêm vào nữa xem con tướng nào khu vực dưới đây. Chắc là ban tiếp của xạ thủ, tôi nghĩ là như vậy. Đã chót ban xạ thủ thì ban nốt luôn. Họ cũng đã có Ezreal rồi mà. Thì đây có thể sẽ là thêm một con tướng xạ thủ nữa. Saya, Zeri, Kaiza. Còn khá là nhiều tướng. Bên kia ban Rakan rồi thì tôi nghĩ là không có Saya đâu. Sẽ là Nautilus. Ồ, như vậy là họ ban thêm một con tướng gọi là tủ của Polu ở bên phía đối diện. Còn thôi thì đã chót là ai lựa chọn tướng của người nấy rồi. Thì Samver. Bộ đôi đường dưới 2 như 1. Coi như là như vậy đi. Real được lựa chọn dành cho Polu ở trong ván đấu này đến từ bên phía của Brion. Đội hình khá là cơ bản. Mid AP rừng đấu sĩ, top cũng là con đấu sĩ có thể là gọi là tay dài đẩy cánh đến từ Na. Rồi thì support mở và có thể sẽ là một con hyper carry dành cho Samver ở đường dưới. Còn Jerry có thể là một lựa chọn khá là ok ở thời điểm hiện tại dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Brion. Còn với bên phía bên kia thì Nosim chốt lại bộ đôi đường dưới của mình với Alistar trong tay của Vital, và sẽ là thêm con tướng đứng giữa nữa của Fisher để xem là anh ta sẽ lựa chọn gì để đối với Lập Lang đây. Koki, như vậy là đội hình hai xạ thủ quen thuộc với chống chịu tuyến đầu Alistar, Sante và có một con tướng đi rừng AP, đó là một con Lilia của Selvi. Koki à, Koki đối đầu với Lập Lang phần đó tương đối tự tin nha, để coi quyết định đến từ bên phía của Fisher sẽ là như thế nào, hay xem một mẫu chất tướng khác không, muốn chơi đấu sĩ ở đường giữa không, Irelia đồ các kiểu. Nafiri đã được khóa vào, ok nice. Ok, ván cười cũng rất là tươi đến từ Fed thôi, mà anh ta thấy được rằng đây sẽ là một kèo đấu gọi là sát thủ vật lý đối đầu. Nên là như vậy. Nên là như vậy. Xạ thủ đánh với lại Lập Lăng mệt lắm. Thay vào đó là Big Nafi cũng được. Đội hình của phía Nosim là ok đó. Trong rừng có nai, có chó, đồ các kiểu. Hợp lý. Bò rồi các thứ. Đội hình rất là nhiều muôn thú đến từ bên phía của Nosim Radford, mà họ sở hữu... Nafiri đứng giữa trong tay của Fisher, một lựa chọn rất là đặc biệt ở trong một cái ván đấu không còn quá nhiều ý nghĩa
đến từ Dawson Radford và Brion nữa. Còn ở bên phía đối diện thì Sanver sẽ chốt lại với một con Varus ở khu vực đường dưới để bắt cặp cùng với lại Real trong tay của Paulu. Và để xem ván thi đấu này với những cái chất tướng rất đặc biệt, và đặc biệt là khu vực đường giữa, thì kèo đối đầu sẽ là hai con tướng sát thủ đối đầu với nhau, chỉ khác là khác về mặt bề sát thương thôi, với sát thương vật lý đến từ Nafiri và sát thương phép đến từ lập làng của Fate. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng ta đang thấy Nafiri xuất hiện ở trong giải đấu chuyên nghiệp đúng không nào? Thì như thế thì phải. Từ khi mà con tướng này nó được xuất hiện thì nó chỉ có trong rank thôi, và có một vài những cái kèo mà nó có thể đánh được. Nhưng mà trong giải đấu LCK chúng ta thì có lẽ như đây sẽ là lần đầu tiên mà Nafiri xuất hiện, và chúng ta hãy cùng kiểm chứng coi cái sức mạnh đến từ một bộ chiếc tướng sát thủ. Sát thủ gọi tên gì cho nó hợp lý với lại Nafiri ta? Sát thủ thì... quỷ cẩu à? nghe cái từ quỷ cẩu của anh nghe nó cứ thế nào ấy, anh Linh ạ? Nhưng mà thì nó đúng chính xác là quỷ cẩu luôn, nhưng mà ý là nghe nó cứ không được lọt tai cho lắm. Thôi thì chúng ta cứ gọi là một tướng sát thủ đi, một con gọi là chó sát thủ. Khó thật sự cho chúng tôi, còn chúng tôi sẽ nghĩ ra một cái tên gì đấy nó hấp dẫn để chúng ta có một kèo đấu hấp dẫn đến từ bên phía Hải Đội. Rồi, chúng ta hãy cùng tiến đến với lại ván thi đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa Nongshim Redfrog và Brion. Đây sẽ là ván thi đấu cuối của cả hai đội tuyển ở trong vòng bảng của LCK mùa hè. Và rất thú vị, chúng ta sẽ có được một con tướng mới Nafiri xuất hiện ở khu vực giữa, để coi thủ lĩnh của bầy chó sẽ có được giai đoạn đi đường như thế nào khi mà đối đầu với lại ảo thuật gia Fate phía bên kia. À, anh Linh nghe tôi ra cái từ ấy rồi anh Linh, ma khuyển. Nghe có vẻ như là nó sẽ gọi là đánh cuốn nhất với con tướng này. Có vẻ như là sẽ là phù hợp nhất với cái cụm từ mà tôi vừa đưa ra. Chúng ta sẽ thống nhất với nhau rằng đây sẽ là một con ma khuyển ở khu đường giữa dành cho Fisher, để tránh những cái trường hợp mà nó có những cái từ nó bị nhạy cảm. Thì cùng để xem là ván đấu này, sự xuất hiện lần đầu tiên đến từ Nafiri ở tại LCK. Các giải đấu khác thì tôi nghĩ là cũng sẽ có thôi, đâu đó thì cũng sẽ có 1-2 thôi, nhưng mà để xem là ván đấu này thì Fisher đi đường như thế nào với lại Fate. Rồi ok, khả năng dọn lính đến từ Afiri cũng sẽ là có với cái dao găm Darkin nha. Và đây là tình huống cố gắng để có thể đổi đường dành cho bên phía của Nongshim Redfrog. Họ đang có 3 người ở đây, nhưng máu của chú nai này thấp quá, bắt buộc phải mất luôn cho mình đã tốc biến. Một tình huống phản công dành cho đội hình đến từ bên phía của Brion. Họ không muốn khu rừng của mình bị mất một cách dễ dàng như vậy. Chính xác, họ có người nhưng mà Yang Zhe thì cũng đã phải mất tốc biến rồi. Hai bên đổi tốc biến dừng cho nhau. Còn quay trở lại với cái lựa chọn Afiri này thì thực ra là Nafiri là một cái con tướng có một cái áp lực tâm linh rất là tốt nhá. Gặp những con tướng mà sải tay tầm đánh hoặc là có những cái tình huống đảo đường không gắt á, thì Nafiri là một con tướng, thứ một là đảo đường đẩy đường rất là nhanh với lại cái dao găm Darkin. Nếu như bạn trúng dao găm thì chó cắn bạn đấy, thấy không? Dính một cái dao găm thôi là chó cắn rất đau luôn. Nếu bạn nào chưa biết thì Nafiri là một trong 5 vị tướng Darkin của Liên Minh Huyền Thoại chúng ta. Đến từ cái vũ khí là dao găm. Không biết là tại vì sao mà thanh dao găm Darkin đó lại lựa chọn chú chó làm cái sinh vật. trong khi những cái vũ khí khác thì chọn những sinh vật hùng mạnh. Nó cũng gọi là muôn loài như nhau, ý là thế, ý là ý nghĩa của Riot Games muốn đem tới cho với cái cốt truyện của các vị tướng Darkin là như vậy, tức là muôn loài là như nhau. Thì nhưng vừa rồi thì như nhau, nhưng mà Fisher mất con xe to rồi, trông có vẻ như là đi đường đang không ấn tượng lắm. Đồng ý là sẽ có hai stack của dao găm Darkin, và nếu như chúng cả hai stack mà có được cho mình ba chó thì cái khả năng gọi là gây sát thương đến từ Fisher nó sẽ rất là ấn tượng. Nhưng mà đánh một thôi một hồi thấy hết chó rồi. Hết chó con rồi, và đơn giản là Fate cứ lao lên nhấp nhả với những tình huống ấn đắc ý đánh tay thôi, bắt buộc phải bấm về nhà đến từ Fisher. Chưa hết hiệu quả lắm rồi nha. Hết nha. Fate đánh chó phải ngó mặt Fisher nha. Cứ đánh hết mấy con chó nhỏ của Fisher thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng đây sẽ là ván thi đấu rất thú vị mà thôi. Tính chất giao hữu giải trí nó cũng sẽ được đặt nặng ở trong cái kèo thi đấu này, khi mà cả hai bên đều rất là vui vẻ để có thể bước vào ván thi đấu đầu tiên. Rồi, giai đoạn đi đường dành cho bên phía của Fisher thì anh ta cũng đang bị hụt lính nhiều nè, khá là nhiều. Tôi cần phải hỏi để hồi lại những cái đội tại đấy. Cũng có khoảng tầm 2 con chó con thì có vẻ như là mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà Fate nãy giờ xích chuẩn quá, cảm giác áp lực thực sự luôn.
cứ là biến ảnh lên và sau đó là ấn nạt ý và kết hợp với một cái sợi xích siêu phàm thôi, và sát thương đầu ra đến từ lập lang này nó rất ấn tượng luôn. Ai cũng giao găm không thành công đến từ Fisher và khu vực đứng giữa chắc chắn là điểm nhấn rồi. Tại vì cánh dưới cánh trên thì những kèo đấu này chúng ta xem quá nhiều rồi, và nó phải là một con tướng mới và nó sẽ trở nên thú vị hơn ở cái kèo đấu này. Nhưng mà Fed thì vẫn đang rất là ấn tượng với khả năng chế hit của mình, nhưng vừa rồi là sợi xích siêu phàm chỉ trúng vào chó con mà thôi. Nhưng mà đánh với Nat Fury thì bạn phải đánh chó con trước khi mà bạn nhắm vào gọi là vật chủ. Ngoài ra thì lối lên trang bị đến từ Nat Fury thì có thể hướng tới Nguyệt Đao cũng được, sau đó sẽ hướng tới Rìu Đen. Nếu cần thiết thì có thể lên một vài những món trang bị kháng phép như là Chùy Gai, Mautius để có thể đối đầu cùng với lại Lập Lăng. Rồi, nhờn. Cái đặc điểm đến từ con Nat Fury này là cái kỹ năng đúp nó chỉ thẳng mục tiêu. Chính xác. Khả năng áp sát rất là mạnh mẽ nha. Không né được đâu, và rõ ràng là Fed thì vừa rồi dính hình như là 2 dao găm thì phải. Sát thương với một pha kích sốc điện đến từ Fisher cũng là tương đối nhiều. Bắt đầu có cấp độ thì câu chuyện nó sẽ khác luôn. Lập Lang chỉ hơn một chút ở những cấp độ đầu tiên thôi. Đến khoảng tầm cấp độ 5 thì nâng được 3 điểm vào cái dao găm Luckin. Thì cái nguồn sát thương đầu ra đến từ con Nat Fury này là không thể xem thường. Tình huống lao thẳng vào những ăn xích rồi, xong luôn, mất tốc biến. Một pha để lại xích đến từ phía anh ta không lao vào và xích vội. Anh ta giật ngược lại với một tình huống biến ảnh và sau đó là đợi đối phương lao vào một cú W. Và xích ngược trở lại là Fisher phải mất luôn chuẩn bị tốc biến. Và với cái bối cảnh là Fisher không còn tốc biến nữa, đây sẽ là dòng nguyên tố miễn phí dành cho các thành viên bên phía của Brion ở cánh dưới mà thôi. Và bộ đôi Vital và Ziyu cũng hiểu được rằng là bây giờ mình cũng sẽ không thể giúp gì được con ma khuyển này. Và Fisher cần phải bấm bê về nhà, mua thêm cho mình những cái mảnh trang bị lỡ cỡ để tiến ra với tiếp tục là những tình huống chi trạc đi đường với lại Fed ở bên phía bên kia. Nhưng chỉ số lính đang là một cái khoảng cách rất lớn được tạo ra đến từ lập lăng của Fed ở khoảng tầm 6 phút đi đường. Và ngoài ra thì với cái chất tướng đi rừng mạnh dành cho Zhang Zhe với Viego thì anh ta cũng đang giúp cho bên phía Ron kiểm soát được cho mình, đó là rồng ở cánh dưới. Vẫn có khoảng thời gian trống để cho anh ta có thể di chuyển lên cánh trên đúng thời điểm mà nộ của Morgan đang đẹp. Thì cơ sở để có thể kiểm soát được ba con sâu thì nó vẫn sẽ là còn đó dành cho bên phía của Ron. Rồi. Ôi như vậy muốn găng, Zhang Zhe muốn găng. Rồi Zhang Zhe bắt choáng thành công, không còn mở đường nữa và Mihiu bắt buộc phải mất luôn cho mình tốc biến. Hai tốc biến đến từ hai đường đơn đã mất đi và Selfie đang phải ăn vội, ăn nhanh rồi chuồn thôi. Làm nhẹ một con sâu nữa, chuồn nó cũng chuồn kịp rồi, bắt choáng thành công, dồn sát thương vào Selfie còn tốc biến biến ảnh. Đó là mô phỏng đến từ Fe và điểm hạ gục dành cho cái thiêu đốt đến từ Polo. Nhưng chó cắn là khá đầu và Fisher có được cú double kill, tiếp tục sẽ là truy đuổi với việc là Vital hồ lại cho mình combo. Dập làm choáng trước với tình huống dày xéo, combo thành công và giao găm đắc lực dồn sát triple kill dành cho mạ khuyển của Fisher. Quá dữ đến từ Fisher khi mà anh ta kích chiêu cuối lên, gọi thêm cái đàn sói tới, đàn chó tới để có thể xét xác các thành viên của Vibrion. Wow, một tình huống xử lý rất hay dành cho đội hình của Vietnam Sim Redford. Tưởng chừng như họ sẽ bị bất lợi của đường trên sau một tình huống mà Mihiu bị tấn công. Nhưng không, họ vẫn có đa mục tiêu, họ vẫn có hiệu khống chế khá là nhiều ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng xem lại một pha replay. Trước đó thì những cái đợt sau đã được kiểm soát khá là ổn dành cho người chơi đi rừng của Vietnam Sim Redford. Mở chiêu cuối lên dành cho bên phía của Fisher, tiếng chu hiệu triệu kết hợp cùng với lại những cái kỹ năng chó săn truy đuổi của anh ta. Giao găm đắc kinh lại trúng đa mục tiêu nữa. Quá tuyệt vời dành cho tình huống combo của Fisher. Quan trọng là Brion họ dồn quá nhiều thứ để bắt vào con Lilia của Selfie BPP kia. Và cái nguồn sát thương của họ đầu tư nó là quá nhiều. Chỉ là tốc biến mô phỏng biến ảnh đến từ Fed để có thể lấy được mạng người chơi đi rừng của đối thủ. Thì đồng nghĩa với việc là có khoảng trống tạo ra dành cho con ma khuyển này trong tay của Fisher nó là quá nhiều. Đi lại chó săn truy đuổi lao vào này, kích sốc điện. Lao liên tục vào cho cắn là siêu đau luôn, kích hoạt cho mình cả một tình huống phép bổ trợ sốc điện nữa. Ngọc tái tổ hợp sốc điện chứ, và khiến cho cái lượng máu của Fed mất đi là rất nhiều. Sức mạnh đến từ những tình huống lao vào tấn công của Fisher thật sự là rất đáng giá. Cụ thể là 3 mũi 99k. Rồi như vậy quyết định của anh ta là lên một món trang bị mang thiên hướng đẩy đường tốt với một cái rìu Tiamat. Đầu đấy nhá, bắt đầu là thấy là thốn thốn rồi đấy, cắn là siêu đau luôn. Và chỉ cần là 1-2 dao găm chúng thôi, dùng chó săn truy đuổi lao vào với khoảng tầm 3 chú chó. Và đặc biệt là với một cái tình huống mà gọi là chiêu cuối lên một phát thôi, thì cái nguồn sát thương đầu ra đến từ Nat Fury là không thể đùa được đâu. Có luôn cho mình một cái rìu tia mát, và đây khả năng cao sẽ làm con Nat Fury hướng lên cho mình truy phản kích để gia tăng thêm cái khả năng truy đuổi. Áp sát mục tiêu W vào, nhấn phản kích và cứ thế là tôi nhớ rồi. Xác thôi.
Hồi trước thì tôi có coi được một cái video, đó chính là cái chuyền phản kích á, nó kết hợp cùng với lại cái đúp của Nafiri. Thông thường thì chuyền phản kích á thì nó sẽ có cái đúp của Nafiri thì nó làm chậm 90% trong 0.5 giây, nhưng mà khi mà kết hợp cùng với lại chuyền phản kích á thì nó làm chậm 90% trong 3 giây lận. Thì đây là trong những cái cách một cái bug à, một cái đúng, nó là một cái bug. Một cơ chế của trò chơi đi ha. Chính xác. Có thể được áp dụng đến từ bên phía của Fisher. Nhưng mà bug thì có được vào giải không Linh? Được, cái đó là cơ chế. Đây là cơ chế hay là bug thì chúng ta cùng chờ đợi xem. Nhưng mà chắc chắn rồi, đây là một lựa chọn rất là thú vị và Fisher đang đem tới cho chúng ta một game đấu tưởng là không hay nhưng quá ra lại là hay không tưởng. Với một con Nafiri đang có 3 điểm hạ gục, lượng lính pha của anh ta đoạn đầu thì có vẻ như trông hơi thua một chút, nhưng mà bây giờ đã gần như là cân bằng rồi, không có quá nhiều chênh lệch ở vai trò đứng giữa đến từ cả đôi bên. Và đặc biệt là với 3 điểm hạ gục này nữa thì tiền tổng đến từ Fisher sẽ là chênh lệch hơn rất là nhiều so với lại Fate. Dễ hiểu thôi tại sao mà cameraman nãy giờ chỉ vào con ma khuyển này trong tay của Fisher, bởi vì các đường còn lại thì chúng ta xem gọi là 9 tuần rồi. Còn ngày hôm nay thì mới xuất hiện ma khuyển trong tay của đứng giữa bên phía Nosim, và đây thực sự là một lựa chọn rất thú vị. 648 tiền, 650 vàng đang gáp đến từ Fisher với kèo đấu này. Hôm nay thì không gọi là LCK tiếng Việt hay LCK Global nữa, mà hôm nay là matchup của Fisher. Matchup ở đường giữa của Fisher đối đầu cùng với là Lập Lăng của Fate. Không cần theo dõi những cái khu vực đường khác, chúng ta chỉ cần theo dõi cái kèo thi đấu này thôi, và chỉ cần theo dõi Nafiri của Fisher mà thôi. Fisher mix cho con ăn con lính đánh xa, sau đó là đánh tay vào con lính và con xe to để có thể ăn một cách do nó nhanh chóng hơn và nó hiệu quả hơn. Là master ma khuyển rồi ta, ác quỷ thật sự chứ. Dao găm Darkin chúng tiếp tục là một tình huống mà chó cắn, tầm này là đau nhá. Có lưu là không đủ chống chịu đâu, lao vào phát thôi là cảm giác là hơi bị thốn đấy. Nhưng sẽ có một tình huống rút lui đến từ bộ đôi bên phía của Brion thôi. Mục tiêu sẽ là cánh trên, nơi mà có được lần sâu không thứ hai ở trong ván thi đấu này. Xelvi thì vẫn đang bận ăn con cóc. Và cái tốc độ di chuyển của anh ta thì tầm này cũng là rất nhanh. Anh ta cũng sẽ di chuyển ra để có thể cạnh tranh với đối phương thôi. Có dịch chuyển đầu tư luôn à? Đầu tư thế nhở? Phết dụ đầu tư một pha dịch chuyển quay trở lại đường sau một tình huống hồi máu cũng như là có thêm lượng trang bị. Bên cánh trên này thì Selvi không dính choáng, rút lui về. Đó, cuối rồi. Gia tăng rất nhanh luôn, hack kỹ thuật đến từ Paulu với pha đầu tư tốc biến, nhưng mà anh ta mở fail rồi. Morgan đang có na khổng lồ, pha tiền lên ngược lại đến từ Bihu, và bên phía này đang muốn đánh nhau. Chiêu cuối đến từ vị trí của Selvi với khúc du rừng tạm, và đó là pha bế luôn với chiêu cuối chơi khô máu của Bihu. Na khổng lồ hai người tốt đến từ Morgan, pha phản công tốt đến từ bộ đôi bên phía của Brion, và họ có lại những điểm hạ gục. Nhưng đó là cú double kill dành cho vị trí của Selvi trước khi mà anh ta cần phải rút lui về, bởi vì đó cũng là mạng đáp trả ngược trở lại dành cho Brion. Một tình huống 2 đổi 2 đến từ cả đôi bên. Mặc dù trước đó thì CV cũng đã có một tình huống khúc ru rừng thẳm được trúng hai thành viên phía bên kia, nhưng cái vị trí ru ngủ nó lại qua phía bên kia vách đá mất tiêu rồi. Và khi mà Nong Sim có hai thành viên lên, đó chính là Mihu kết hợp cùng với lại Fisher, thì họ không đủ sát thương để có thể dứt điểm. Phía bên kia thì Morgan có na khổng lồ, và với những tình huống gây hụn không chế của anh ta thì nó tạo ra một cái cơ hội phản công ngược trở lại dành cho bên phía của Brion. Ở đấy tôi nghĩ là Mihu anh ta hơi bị vội à? Anh ta cảm giác là bơi vào hơi sâu và khiến cho bên phía bên này thì Nông Sim chưa vào được. Phết dập dìu với biến ảnh rất khó chịu để có thể outplay cái tình huống cho săn truy đuổi của Fisher. Fisher bật chiêu cuối lao thẳng vào, nó cắn là siêu đau luôn, cũng dùng rừng thảm rất tốt rồi, nhưng mà ok tự nhiên lại flash lên thần khí Antofo và làm cho đối phương tỉnh choáng, tỉnh ngủ chứ. Bỗng nhiên thì đang hay tự nhiên đứt dây đàn. Nhìn lên xong câu trả lời đến từ Brion là họ có một con na khổng lồ đến từ Brion, đến từ Morgan để có thể phản công ngược trở lại, và cũng có hai mạng đến từ Brion đáp trả. Mặc dù trong cái tình huống đó giao tranh setup đã là rất tốt đến từ đồng sĩ Rafford rồi, chắc là mang theo thiên hướng cống hiến, bởi lên pha thi đấu đó thì hơi khó để có thể có được cái lượng sát thương dứt điểm. Nếu như mà dứt điểm thì chắc cũng phải bỏ sát, bởi vì hai không thể nào đánh được với năm ở trong tình huống vừa rồi cả. Giác họ bơi từ sâu quá. Bơi khá là sâu trong cái pha thi đấu đó. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đang thấy rằng một cái nhịp độ của ván thi đấu đang được gia tăng thêm một cách rất triệt để dành cho cả hai đội tuyển. Rồi, ba chó rồi, nhưng mà hai quy của Fisher vừa rối hụt. Vito lao vào với tình huống combo, Paulo là mục tiêu, bật chiều cuối đến từ Fisher lao vào cho săn truy đuổi, và tầm này đã cắn siêu đau luôn này. Cùng ánh sáng bung vào để có thể trợ đàm, và điểm hạ khung dành cho Lilia trong tay của Selvi. Fate bắt buộc phải bắt tốc biến, nhưng đây là thùng nổ nâng cấp với tiếp tục là dao găm Darkin cho cắn siêu đau hai cú quy luôn chuẩn xác. Và Fate cần phải rút lui về, anh ta hồi lại biến ảnh. Và bên phía bên này thì Nông Sim họ cũng hiểu được rằng là bắt một con lập lang còn biến ảnh là tương đối khó khăn. Họ cũng rút lui về với một điểm hạ gục cộng thêm dành cho cái đi rừng của Nông Sim Rafford. Tiếp tục là hạt lăn lóc khiến cho Fate cần phải rút lui về, có luôn cho mình pha sợi xích siêu phàm để có thể giữ chân vai tổ, nhưng chỉ đơn giản là động thái cấu máu mà thôi. Vẫn đang cố gắng lấy công trình đến từ Fisher ở cánh trên, anh ta sẽ có được giám trụ thứ ba.
Rồi như vậy Fischer sẽ lấy được cho mình đó một khiên trụ thứ ba của khu vực đường trên, và sau đó anh ta vẫn rút lui được, tạo ra khoảng trống ở khu vực đường diện dưới chăng, không chính xác hơn vẫn sẽ là những người chơi xạ thủ khu vực đường giữa mà thôi. Đó, giai đoạn vừa qua thì Fischer cũng đã có được cái lượng trang bị khá là tốt với 3 điểm hạ gục ở trong tình huống giao tranh từ trước. Quyết định của Fischer là cố gắng hướng tới một cái món trang bị sát lực chứ không phải là cái chuyện phản kích rồi. Như vậy là anh ta cũng không muốn bị gọi là mình lợi dụng bất ở trong game. Đúng, chứ chẳng may thì tự nhiên đang đánh trận cuối chiêu chiêu được pick nap fairy xong rồi ăn quả chrono break thì lại 2 tiếng thì lại thôi, cảm giác rất mệt mỏi. Và quyết định của Fischer là sẽ chơi một con tướng đánh theo kiểu sẽ lên thêm một tướng sát lực ở trong ván thi đấu này, chứ không phải là cái kiểu chơi truy phản kích và đấu sĩ dạng hybrid nửa này nửa kia ở trong ván thi đấu này. Thì để xem là với một con Aphiri lên đồ theo kiểu đó thì Fischer anh ta thể hiện như thế nào. Bây giờ những cái tình huống mà lao vào của anh ta với cái chó săn truy đuổi, đặc biệt là những cái tình huống gọi chiêu cuối, chiêu hồi chiêu cuối là tương đối ấn tượng nha. Cái nguồn sát thương đầu ra là khá tốt đến từ con tướng sát thủ này của đường dẫn đồng xịp. Và quan trọng hơn nữa là những cái chiêu thức chó săn truy đuổi đó, nó chỉ thẳng mục tiêu nên nó khiến cho cái khả năng áp sát tương đối là cao dành cho bên phía của Fischer. Nó sẽ cộng hưởng cùng với lại cái nhịp băng vào đến từ đội hình của họ luôn. Thì đây chắc chắn sẽ trong những cái công cụ rất là mạnh để có thể ép giao tranh dành cho bên phía của Nông Sim Redford. Và đội hình của họ cũng đang sẵn sàng bước vào tình huống giao tranh lớn rồi. Tôi đang thấy là CV đang có được cho mình đó giáp tay Sector. Phía bên kia thì Fed chạy được không đây? Không được, chó gì như thế này, đóng cửa thả chó rồi. Fed đang bị CC, Fed đã nằm. Phía cạnh bên kia thì xạ thủ CV, xin lỗi xạ thủ Ziu cũng đã phải nằm. Uống mà Vital đi chơi hơi xa và bỏ quên Ziu lại, Ziu nằm xuống nhưng mà Fed cũng lên bảng điểm số theo. Câu chuyện là Đông Sim vẫn có được cho mình con sứ giả khai thất với tình huống trừng phạt tốt đến từ vị trí của Selvi, để xem họ tận dụng sứ giả như thế nào. Còn với một chất tướng sát thủ dạng như kiểu Naferi thì những đây sẽ là những tình huống đẩy cánh rất là khó chịu đến từ con bài này trong tay của Fischer. Sẽ là liên tục những pha đẩy sát vào thềm trụ một của đối phương, bào giáp trụ, bào luôn trụ một cánh trên, sau đó là bấm BV trở về nhà tiếp tục lên thêm cho mình những trang bị lớn. Chúng ta nhìn lại cái tình huống giao tranh nơi mà Fischer lướt qua tường, sau đó là hai cú quy chuẩn xác kích hoặc sốc điện. Và khi mà anh ta thấy được lượng máu của Fed là ít rồi, mất biến ảnh, anh ta trời lao vào với chó săn truy đuổi, bắt buộc Fed phải giật ngược lại mà thôi. Anh ta đi đường nào anh ta cũng nằm xuống trong pha này cả. Điểm hạ gục dành cho Selvi, còn hướng trở lại thì Ziu hơi đơn độc trong pha đó và cũng bị bắt lại. Coi như là một đội một ở trong cái tình huống giao tranh vừa rồi, để con sứ giả thuộc về cho bên phía của Đông Sim Redford, làm trong những cái điểm lợi của họ ở trong cái tình huống giao tranh vừa qua. Họ đang sở hữu một cặp mid rừng có nai, có thỏ, ô lộn, có nai và chó tương đối là mạnh nha. Cả hai đều đang sở hữu cho mình đó 3 điểm hạ gục. Lượng sát thương đến từ cái bộ trang bị của họ cũng đang tương đối tốt. Và điều đặc biệt nữa là cái bộ bộ mít rừng này nó lại là sát thương hỗn hợp, có đúng sức mạnh phép thuật và cả sát thương vật lý nữa. Chính xác, và nó khiến cho Morgan rất là khó lên đầu thủ nha. Và đó là pha tiếp tục là gọi chiều cuối và chó săn truy đuổi băng thẳng vào, kích hoạt sốc điện. Ui, sát cái thương gì kìa, combo kìa, một pha nhấn mạng xà kích và tôi không thấy Fed đâu nữa cả. Fed đã mất tất cả tài nguyên để cố gắng hạ gục thành công Selvi nhưng bất thành, và Ziu thì vẫn đang rất tự tin, đánh như kiểu là AD chim mồi vậy. Khi mà anh ta sẽ có một nguồn sát thương vật lý khác để bổ sung, đó là con Naferi rất mạnh trong tay của Fischer với 4 điểm hạ gục. Nhưng đây sẽ là khoảng trống để Morgan cùng với đồng đội báo cái trụ đứng giữa này, họ sẽ có cái trụ này mà thôi, đổi lại trụ đứng dưới dành cho vị trí của Fischer. Nhưng tôi nghĩ rằng đổi như thế này về trụ nha thì không quá lời dành cho bên phía của Đông Sim đâu. Nhưng nếu như họ ăn được cái trụ thứ hai với con sứ giả vừa được thả thì họ chắc chắn là lời, bởi vì họ đã có được điểm hạ gục của Fed rồi. Và thêm vào nữa là với con sứ giả này, cái khả năng tiếp cận phá hủy được công trình nó vẫn sẽ nghiêng về trong phía của Đông Sim Redford mà thôi. Cái điểm được gọi là có thể gọi là an ủi dành cho phía của Redford là họ lấy được trụ khu vực giữa. Nhưng hãy nhìn về chú chó Naferi của Fischer, hiện tại thì lượng trang bị của ta chắc chắn sẽ cực kỳ nhiều. Còn đây, Olu làm sao mà chạy, chỉ có một mình anh ta đây mà thôi, đối phương có 3 người lận. Anh Linh ngày trước có xem cái phim Scooby-Doo anh biết có cái câu hát nhớ đấy, thì chắc là phải ghép cái nhạc đấy vào cái ván đấu này, tại vì con chó này khỏe quá các bạn ơi. Fischer hiện tại đang có cái đây là 4-1, 4-1, 158 lính farm không thua gì so với lại Fischer cả. Và các bạn hãy nhìn lượng sát thương của Fischer tạo ra với ma khuyển Naferi đi, pha chiêu hồi chiêu cuối, sau đó là nhấn luôn cho mình cả một pha du ngủ để bồi thêm sát thương vào đến từ Selvi nữa. Thời điểm mà kiểu dạng ru ngủ á, là thời điểm sâu của chó săn truy đuổi, tức nghĩa gây đam của cái đúp rồi, tiếp cận rồi mới bị ngủ thì làm sao mà chạy được. Nguyên một bầy chó nó xé xác
kỹ năng e đồ các kiểu. Rồi đây chó săn truy đuổi lao vào tấn công, tốc biên áp sát, e thêm một cái nữa sẽ xem. Ai da, Q2 trượt nhưng đánh tay dứt điểm thành công. Chịu đồ, chịu đồ. Ơi, chẳng lẽ bây giờ tôi lại lòng tiếng của Fisher vô. Ông 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 thì lại căng quá nhờ. Rồi, và đấu rất thú vị khi mà Fisher có được cho mình điểm vào khúc thứ 5 với tình huống mà Saver dùng tất cả tài nguyên tốc biến lá chắn chiếu cuối nhưng cũng không thể thoát được. Chó ma khuyển siêu khỏe đến từ đứng giữa bên phía của đồng sĩ Radford. Và ai thả con ma khuyển này ra vậy? Đó là lời hát mà tôi vừa hát. Còn ở thời điểm hiện tại thì đang là những cái tình huống mà Selfie dính cho mình một tình huống ngủ và tiếp tục sẽ làm pha nện cánh nè, nhưng chỉ đơn giản là pha đẩy lui đến từ vị trí của bộ đôi mid rừng bên phía đồng sĩ Radford mà thôi. Selfie vẫn sẽ tiếp tục đẩy ở khu vực đứng trên, trong khi đó thì Zio đẩy ở khu vực đứng giữa. Rồi, cái trụ khu vực giữa bây giờ đang bị bào máu nhiều quá. Lối lên trang bị sắc lực như thế này khiến cho Fisher cực kỳ áp lực nha. Anh ta đúng là một thanh dao găm luôn á. Đâm vào ai là người đó khó thoát. Đây, mở tiếng chu hiệu triệu lên chúng một cái chiêu cuối nhưng mà không ăn thua. Tốc biến áp sát ngay lập tức rẽ sát quy trượt nhưng đánh tay kích được cái nội tại của cái chiêu cuối. Nội tại chiêu cuối sẽ tạo giáp ở trong cái đòn đánh đầu tiên của bạn. À, tôi nhớ là cũng khác rồi. Bullet the dog out. Đúng rồi, đúng chuẩn luôn, chuẩn luôn, giờ mới nhớ ra. Ngày xưa xem Scooby-Doo, chắc chắn là các bạn cũng sẽ có những cái ký ức về tuổi thơ đó. Với cái, một cái bộ phim hoạt hình, nó rất là nổi tiếng của bên phía... Bên Âu Mỹ cũng có nhiều bài hát về chó mà. Thì đấy, nhưng mà ván đấu này là ván đấu mà tôi thấy là cái bài hát đấy rất hợp luôn ấy. Ai thả con chó này ra cho Fisher vậy? Fisher đang gọi là cắn hết. Cắn hết thạch luôn. Anh ta thấy cái gì là anh ta cắn cái đó. Không chỉ là lính mà còn là người nữa. Khi mà Brion ở thời điểm hiện tại thì đang gặp khó. Ui, rất volume cái gì đấy. Một vai to, có bố dừng lại nào em ơi. Không, quyết định là sẽ chưa vội. Bởi vì người của Nozi vẫn chưa tới. Naferi đang vòng sau. Sẽ có một tình huống áp sát đến từ ma khuyển trong tay của đứng giữa Nozi. Và phết sẽ cần phải dọn một thân lính ở cánh trên. Đồng nghĩa với việc là thế về người đang có của Nozi ở khu hang Baron. Ở trong tình huống này. Nhưng chỉ đơn giản là một nhịp áp lực để đẩy đường mà thôi. Tầm này thì phải có khắc chế chứ nhờ. Naferi ở trong cái đội hình của phía Nông Sim đang quá mạnh. Nhưng mà thật ra thì bên phía của Ron đang hơi thiếu khắc chế. Ước gì họ có con Threat. Threat mà cưỡi Scyther nữa xong rồi kéo là hợp lý nhất rồi. Mà đáng tiếc là Boilu lại chơi cho mình nó một con tướng cũng có cưỡi ngựa. Mà kiểu như là không có xích. Hơi khó để có thể khống chế được Fisher rồi đó. Còn phía bên kia thì Fred lại sử dụng lập lăng thì đồng ý là có xích, nhưng mà sức của một cô gái thì làm sao mà có thể xích được chó hoang dã như vậy đến từ Fisher. Anh Linh nói thế, xích là mạnh, nhưng mà tôi nghĩ là thực ra là với hai xích nhá là Fred có thể làm khó được đấy, tại vì dù sao thì Naferi vẫn là một chân tướng sát thủ và theo lý thuyết của gọi là liên minh huyền thoại thì sát thủ thì rất là ngại CC. Hình của Brion thì cũng khá là nhiều CC đấy. Nhưng mà cái quan trọng là nãy giờ Polu á, anh ta toàn mở vào gọi là không trung nè, anh ta mở có trúng ai đâu. Thì sẽ rất là khó để cho những cái pha chồng CC như vậy đến từ bên phía của Brion để họ hạn chế đi sức mạnh đến từ con ma khuyển này trong tay của Fisher bên phía bên kia. Phết dính một hạt lăn lóc, có thể bị du ngủ nên anh ta dùng luôn mô phỏng để có thể rút lui về. Với việc là đã mất đi chiêu cuối, đây là khoảng thời gian trống để Nông Sim họ vận hành cánh dưới, nơi con dòng nguyên tố sắp tới chuẩn bị được sinh ra 13 giây nữa. Nhưng hồn trận này thì không mạnh. Tôi nghĩ rằng sẽ là những cái tình huống đẩy cánh hoặc là có được cái áp lực thêm vào những cái công trình đến từ bên phía của Nông Sim nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi, ok, quay trở lại với ván thi đấu này, chúng ta vẫn đang thấy cái mức độ chủ động đến từ bên phía của Nông Sim Redford. Họ đang có được cái áp lực tấn công về mặt tổng thể đội hình ha. Và bên cạnh đó thì cái đội hình của họ, những cá nhân tổng thể cũng đã mạnh rồi. Những cá nhân của họ cũng đang có bước tăng trưởng rất là tốt. Hai món trang bị đã được hình thành đến từ nhiều vị trí khác nhau thì họ hoàn toàn có thể đủ tự tin để có thể bước vào cái bất kỳ một cái mục tiêu nào họ kiểm soát. Còn bên phía của Brion thì cái ngưỡng sức mạnh hai món trang bị chưa đến. Thì đúng là xạ thủ Samver thì có hai món trang bị thật đó, nhưng một con tướng không cơ động như là Varus lại trở thành một miếng mồi ngon dành cho Fisher trong những tình huống giao tranh là một cái điều rất là dễ hiểu. Chính xác là như vậy rồi. Thì để xem là ván đấu này thì cái cách đẩy cánh đến từ Nông Sim nó hiệu quả đến đâu thôi. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì Naferi của Fisher đang rất là mạnh rồi. Nếu như mà không có những cái người mà có thể có được giáp nhiều hoặc là máu nhiều ở thời điểm này thì cũng sẽ rất là khó để có thể đứng cự một một với một chất tướng sát thủ dạng như kiểu Naferi đó. Thì để xem là Morgan cùng đồng đội triển khai thế trận như thế nào. Nhưng tạm thời thì chúng ta vẫn đang có một cái ván đấu mà nó diễn ra theo một cái chiều hướng nghiêng về bên phía của Nông Sim Redford, của pha tập trung 3 người.
với tam hợp kiếm, với thần kiếm Buramana đã được nâng cấp, cái khả năng lấy công trình của Ryu là rất nhanh, sẽ là trụ dành cho bên phía của Nông Sim, nâng tỷ số về trụ lên thành 4-1 dành cho Nông Sim ở thời gian phút thứ 24. À bây giờ ngẫm đi ngẫm lại thì bên phía của Brown cũng có một vài những cái chiêu cuối để có thể giúp cho họ tự tin hơn trong những tình huống giao tranh đó chứ. Đặc biệt đó chính là Boilu nè, có sức hút kinh hoàng. Nếu như đội hình của bên phía Nông Sim Redford tiến vào thì người ta có thể mở ngược trở lại nhằm câu kéo khoảng thời gian trống dành cho hàng tuyến sau của họ để có thể được chơi. Và đặc biệt nữa, ví dụ như là Samver đồng ý là anh ta không cơ động, nhưng nếu như anh ta có được cái nhịp farm tốt, món trang bị thứ ba của anh ta hoàn toàn có thể hướng tới những món trang bị chống chịu vẫn được. Thực ra thì cũng chẳng vạng là một trang bị mà tôi nghĩ rằng là đang rất là tuyệt vời dành cho Samver này. Và tiếp tục anh ta sẽ có thể hướng lấy cái kiểu lên trang bị của con Kalista ấy, Jaxo ấy. Thì nó sẽ hiệu quả hơn khi mà đối đầu với Naafiri. Tại vì khi mà Naafiri lao vào cái nhịp đầu ấy, mà anh ta không có được ngay lập tức điểm hạ gục, thì anh ta sẽ ăn CC. Và khi mà ăn CC như vậy thì cái độ bỏng manh của Naafiri sẽ khiến cho Fisher gặp rất là nhiều vấn đề. Thì để xem là cái cách lên đồ đấy từ Brion và cái cách mà họ câu kéo thời gian có đủ lâu không để cho các vị tướng của họ có được đồ thủ. Quan trọng là bây giờ vẫn phải có đam đã. Virgo cũng phải hai đồ đam rồi, thì Morgan cũng phải có thêm một đồ sát thương nữa với Zilden để anh ta đánh cái kèo Sante bên phía bên kia. Còn ở hướng ngược lại thì đúng là Saver cũng cần phải lên cung chạng vạng và cần phải lên rắc xô thật, nhưng nó là đồ 3, đồ 4 chứ không phải là bây giờ. Và thế trận ở hai bên cánh ở thời điểm này đang nghiêng về trong phía của Nông Sim Redhawk ha. Những con mắt bắt đầu được rải ra rồi. Fate có thể thấy, các bạn có thể thấy Fate không dám đứng lâu, bởi vì nếu như anh ta đúp lên một nhịp mà anh ta không dịch ngược trở lại về, anh ta hoàn toàn có thể bị truy đuổi đến từ Naafiri của Fisher. Ở đây sẽ là một cái góc để có thể khép giao tranh rồi dành cho phía của Nông Sim Redhawk. À là sóng sai người, rất khó chịu. Vital gặp nguy hiểm, mất bất khuất. Ok, nhưng mà Morgan lại chơi liên điện thoại đơn nam à. Morgan lấy chiêu cua đối phương, Morgan chuẩn bị con nã khổng lồ. Vital qua lại combo hất tung hai người, có du ngủ, nhưng đó là nã khổng lồ. Tuyệt mệnh thao lót thoát qua tường đến từ Yangtze và anh ta đã hạ gục được thành công, được hỗ trợ đối phương rồi. Fate nhấp nhả để khiến cho Fisher gặp khó với tình huống hạ gục anh ta. Và Fisher tốc biến combo tốt đến từ Vital, không chính xác đó là Yangtze khi mà anh ta ăn cắp cái xác của con Alistar. Q3 đến từ Mihiu, giao tranh rất hỗn loạn đến từ cả đôi bên. Ryu đang được bắn, chơi khô máu đến từ Mihiu nhưng máu của anh ta khô trước rồi lại cướp xác. Đây là đến từ Yangtze và Fisher đã phải lên bảng điểm số với pha di chuyển ngược trở lại đến từ Fate. Thì đây là thắng lợi giao tranh dành cho Brion, vẫn là Morgan với con nà ấy. Và anh ta gần như là làm hết trong pha vừa rồi, lấy tất cả tài nguyên của Vital, lấy mạng của cả Vital nữa với pha cướp xác của Yangtze. Và bây giờ là Ryu cố gắng đổi mạng với Samver, anh ta đổi mạng được với Samver rồi, nhưng để làm gì đâu khi đó là một cú quét bốn người không chính thức dành cho Brion. Và liệu họ có được ba ron hay không đây, hơi khó nha, nhưng họ vẫn đang muốn thực hiện hóa ý đồ đó. Họ đang không có xạ thủ ở đây, nhưng họ có một xạ thủ cùng rình trên ở dạng Natini của Morgan và chuẩn bị biến thành nạ khổng lồ để có thể tạo ra một cây hùng khống chế tấn công ngược trở lại vào người của Vital. Và Vital chấp nhận nguyên sinh để có thể khiến cho cái nhịp baron nó chưa thuộc về cho bên phía của Brion. Một tình huống giao tranh mà bên phía của Brion là những người làm tốt hơn. Cái đội hình bên phía của Nông Sim quan trọng là họ tách nhau ra. Họ tách nhau ra để họ tạo ra những cái khoảng trống để con Naafiri nó vòng sau nó 1-1. Nhưng mà cái tình huống câu kéo của Fate là quá hay. Nhưng mà câu pha này thì bên phía Nông Sim chỉ có 3 người thôi. Hãy nhìn về hai người ở đường giữa kia, họ đang dấn dấn đẩy cao cái đợt lính và gần như là không có mối liên kết đến từ đội hình tổng thể 5 thành viên của phía Nông Sim Redford. Đó là lý do tại vì sao mà họ bị thất bại trong pha thi đấu đó. Fate thì nhấp nhả một nhịp, còn lại 10% máu về nhà dịch chuyển ngược trở lại. Và với tình huống phối hợp tấn công tốt của Yangtze, nó khiến cho lượng máu của Fisher thấp. Và anh ta không để ý rằng phía sau lưng mình là một con lớp lăng đang dịch chuyển, đang mãi nhìn lên cánh trên. Trời ơi, trước mặt ông kìa. Fisher không để ý, chắc là lia chuột lên cánh trên. Đang xem phim, đang xem phim. Không phải, thực ra đang dình xem ai thấp máu lao vào, chó săn truy đuổi W vào xong cắn. Chắc là có mạng gục, nhưng mà gặp ngay một cô nàng ảo thuật gia dịch chuyển ngược lại, giả là biến ảnh thì thực phê để hạ gục thôi. Và tiếp tục sẽ là tình huống mà Ryu gặp khó rồi. Tên xuyên phá tốt của Samver, điểm hạ gục dành cho bên phía của Brion, và họ quay trở lại rất nhanh với ván thi đấu này. Hai mạng dành cho Brion và họ đang tiến thẳng ra Baron. Và Fisher thì với một con Naafiri cũng là ba đồ lớn đấy, cũng khỏe đấy, nhưng làm được cái gì đây? Còn Selvi khả năng cao là sẽ là một pha gỡ rồng rồi, sẽ là dòng nguyên tố thứ ba trong ván đấu này dành cho Nông Sim Redhawk. Nhưng như đã đề cập, dòng hóa kỹ thì kể cả có là linh hồn thì tôi vẫn nghĩ rằng Brion hoàn toàn có lời. Dòng hóa kỹ nó chỉ được tận dụng nếu như đội hình của bạn có được búp nhiều, tạo giáp nhiều như là Ivan chẳng hạn. Và rõ ràng ở trong cái trường hợp này của phía Nông Sim Redhawk không thể nào tận dụng tốt được ba bùa lợi dòng nguyên tố mà họ đang sở hữu. Nói trở lại, sau tình huống giao tranh thắng lợi của cánh trên thì đội hình đến từ bên phía của Brion họ đã khai thác tốt luôn. Đấy, có được một tình huống tấn công
tuyệt vời ở khu vực giữa và rất nhiều những cái điểm hạ gục cộng kèm với đó là bùa lợi Baron. Okay, wow. Đội hình này của Brion rất là quan trọng, cái con Real nhá, cái con Real nó mở tốt thì kể cả là Fischer người đang xanh nhất đến phần đội hình bên phía của ông Seraphore thì cũng rất là sợ CC. Khi mà Polo mà combo vào cái thôi là cảm giác mọi thứ nó sẽ dễ dàng dành cho bên phía của Brion luôn. Dù ngủ và sẽ là chó cắn Polo. Nó cắn siêu đau tầm này rồi, một con hỗ trợ không thể thở được với một con Nafiri 3 trang bị lớn, 3 trang bị rưỡi chứ. Và Fischer có được điểm hạ gục thứ 6. Những pha bất lẻ nó sẽ cần phải được gọi là đẩy mạnh và phát huy liên tục đến từ chất tướng này của Fischer ở trong giai đoạn sau. Và nhưng mà trong những tình huống giao tranh thì cái tác động đến từ Nafiri sẽ không nhiều đâu nhá. Là phải tìm kiếm cái đối tượng để có thể lựa chọn. Nhưng mà Samver thì bắt đầu hướng tới những món trang bị phòng vệ rồi, một cái cung trạng vạn, thêm vào đó là cái giáp lụa, để hướng tới những cái món trang bị giáp ở món trang bị thứ tư của anh ta. Cái này thì Paulu di chuyển cắm mắt hơi sâu, anh ta đang hơi tự tin vô cái khả năng chống chịu của mình chăng, nhưng anh ta chỉ là một con tướng hỗ trợ mà thôi. Ăn hàng loạt những cái chiêu cuối đến từ mid rừng của anh phía đông sim thì cũng không thể nào chịu nổi. Anh là đâu, nhưng mà tầm này thì bên kia như anh Linh đã đề cập, rất nhiều xích, và rất có xích, lợp lăng cũng có xích luôn. Khi mà con ma khuyển này mà ăn xích vào đầu thì các bạn biết được cái kết quả nó sẽ là như thế nào rồi đấy. Rất dày đến từ Fischer, chỉ có một cái áo choàng bóng tối mà thôi. Bộ lại Baron thì vẫn đang còn tồn tại đến từ Brion để họ lấy thêm những công trình. Đây là trụ 2, trụ 4 đứng trên, hướng tới trụ 2 đến từ Fate. Còn khu vực đứng giữa thì vẫn đang là Morgan, người ấy đang đẩy vào cái trụ thứ 2 với khả năng phòng ngự đến từ Ziu. Một con SBU không còn tốc biến nữa, thì những tình huống phòng ngự Ziu sẽ cần phải hết sức thận trọng, bởi vì ở thời điểm này Morgan cũng đang rất mạnh với hai đồ lớn. Rồi ok, và phía bên kia thì Samver cũng đang là một con xạ thủ ba đồ. Ở thời điểm hiện tại thì anh ta có khung trạng vạn, biến cái ván thi đấu đầu tiên này thành Twilight luôn rồi. Và nhân vật chính thì không thuộc về trong phía của Nongshim Redford. 99% lượng máu đến từ bên phía của CV đã bị mất đi ở trong cái bộ combo vừa rồi của Fate. Chất lượng rồi nha, nhưng cần phải có người về nhà phòng ngự cái đợt lính đang được đẩy cao dành cho bên phía của Fischer. Ra thì nhìn qua có vẻ như là Fischer hơi khó một tí ở cái đoạn mid game và đối đầu với Nafiri ở đường đơn. Nhưng mà cái đây của anh ta cũng khá là tốt đấy chứ, 3 mạng 4 hỗ trợ và cũng 3 trang bị lớn có giáp đến từ một cái đồng hồ Cazonia để anh ta câu kéo thời gian với khả năng nhấp nhả của lập lăng. Nói chung là Nafiri là một con tướng mà sát thủ, nhưng mà cái độ cơ động của nó với lại cái khả năng mà truy đuổi nó cũng không thực sự là khủng khiếp lắm với một cái chất tướng như kiểu là lập lăng. Có xích rồi thì bạn nhấp nhả với biến ảnh, mà nãy giờ những cái tình huống nhấp nhả của Fate nó khiến cho Nafiri của Fischer rất là khó, đặc biệt là trong những cái pha giao tranh dài hơi nơi mà chất tướng Nafiri không được rồi. Nhưng mà từ đã, Morgan đang là Natini cắn đau ra tường kìa, nguyên một đàn chó cắn vào ngài thôi, chịu rồi. Cái này thì không thể đỡ nổi, hay là lóc trúng vào Fate, biến ảnh cần phải rút lui. Và mặt nạ đô thì cũng là rất đau khi mà chỉ có được giáp chứ không có kháng phép đến từ Fate. Biến ảnh ấn đặc ý nhấp nhả tấn công vào Vital nhưng xích đã hụt rồi, và Alistar của Vital đơn giản là đi bộ để có thể cover thêm cho khả năng đẩy cánh đến từ Nafiri mà thôi. Cánh trên thì Mihu đẩy một đợt lính rất lớn, Brion đang gặp khó ở những cái pha đẩy cánh. Họ vẫn chưa có lời giải. Và với việc mà bùa lợi Baron mất đi nhiều thành viên bị bắt lẻ như vậy thì họ cũng không tận dụng được tốt cái bùa lợi quan trọng này. Thêm vào nữa là cái khả năng áp sát đến từ bên phía của Fischer, anh ta rất là khôn khéo để cho Morgan chuyển thành dạng Natini, kích chiêu cuối lên, gọi nguyên một đàn chó của mình lao vào cào cấu cắn xé thì Morgan chịu không nổi việc, gần như là bốc hơi. Morgan cũng có ít khả năng chống chịu nha, giáp đồ các kiểu cũng được lên nhiều chứ không phải là không, máu cũng các kiểu cũng lên nhiều đó chứ, nhưng mà sống không nổi quá 3 giây. Chỉ thôi 4-5 con chó con cắn vào và hai pha sau gặp Darkin thì đều chuẩn xác. Kích sốc điện như vậy thì cái lượng sát thương đầu ra đến từ Nafiri này là siêu nhiều, 4 độ lớn rồi. Và cái kiểu lên trang bị sát lực này sẽ khiến cho những cái pha lao vào với những cái mục tiêu mà giấy máu và không có độ cơ động, không có cái khả năng mà bạn có thể nhấp nhả để tránh cái W của con Nafiri ấy, hồi rất nhanh. Barret là một vị tướng như vậy nha. Tôi nghĩ rằng trong giao tranh thì Samver, nếu mà anh ta không mua sớm những trang bị giáp như kiểu là đáp hồi sinh mà anh ta đang muốn hướng lên này, hay là rắc xô của hồi sinh như mà tôi đã đề cập ở trong cái vài phút giây trước, thì anh ta sẽ biến mất rất nhanh. Tạm thời thì đang là lợi thế về người khi phép di chuyển trước. Có một pha mở đến từ Paulu, khác thường là chưa quá nhiều đến từ đội hình bên phía của Brion, và chó tới rồi, đủ được hai người thủ trước lao vào sau thì đỡ kiểu gì đây. Nafi có được điểm mà cũng phép vắc bị băng thẳng vào tốc biến qua đến từ Fischer với cú double kill, và Morgan bắt buộc phải buông bỏ đồng đội của mình, nhảy qua tường để rút lùi. Và tiếp tục là Nafiri trong tay của Fischer với pha vòng sau để giúp cho đội hình bên phía của Nongshim Redford có một pha quét 4 người, không chính xác là 3 người thôi.
binh đoàn chó dữ đến từ Fisher và đó là cực kỳ hổ báo trong tình huống vừa rồi. Morgan thì đang bị phá tình huống bấm B về, chỉ có một mình Zhangze phòng ngự mà thôi. Trước sức tấn công đến từ 3 thành viên của phía Nongshim Redford, à không, chính xác hơn là 7 thành viên tính luôn cả ba con chó nhỏ. Morgan bắt buộc phải dịch chuyển, không về được. Những cái trụ nhà chính đã thuộc về trên phía của Nongshim Redford. Chó cắn trụ cũng là nhanh luôn. Và đây sẽ là tình huống endgame. Tôi tin rằng đây sẽ là một trào POG dành cho Fisher và tôi với một màn thể hiện Naferi đỉnh cao của anh ta với những cú cắn phải nói là siêu đầu đến từ con ma khuyển này. Và POG cũng như chiến thắng ván đầu dành cho Fisher và Nongshim Redford. À, thực sự đến từ cái sự lựa chọn của Fisher. Và đây cũng xem trong những cái ván thi đấu rất là hấp dẫn và ấn tượng đối với lại tôi, cũng như là một cái lời mà bên phía của Nongshim Redford gửi đến cho các bạn khán giả đang theo dõi, là cái lời tạm biệt của họ ở trong cái trận thi đấu cuối. Và rất mong chờ ván thi đấu thứ hai còn bài gì dành cho phía của Nongshim nữa hay không. Và đó là thời điểm mà chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với lại các bạn.